ô tô gây tai nạn liên hoàn, đâm 10 xe máy trên phố ở Hà Nội. Ô tô con đang lưu thông trên phố Bạch Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, bất ngờ gây tai nạn liên hoàn, đâm vào 10 xe máy đi cùng chiều. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 10 tháng 12, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và 10 xe máy xảy ra tại trước cửa số nhà 302 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo người dân chứng kiến sự việc, ô tô màu trắng, nhãn hiệu Subaru mang biển kiểm soát 30G-111-20 do nam thanh niên điều khiển đang di chuyển theo hướng từ nút giao phố Đại La về nút giao phố Lê Thanh Nghị thì bất ngờ lao vào 10 xe máy đang đứng ở bên đường. Lúc đó tôi chỉ nghe thấy rầm một cái, rồi thấy loạt xe máy nằm la liệt ở đường. Những người bị đâm chủ yếu là đang dừng chờ đón con ở ven đường. Một nhân chứng cho biết. Còn theo một số nhân chứng khác, họ thấy nam thanh niên điều khiển ô tô có biểu hiện không tỉnh táo. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt ở đường, đã có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, còn lại các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, công an phường Bạch Mai đã lập tức có mặt tại hiện trường, phân luồng chống ùn tắc giao thông và phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn,